chơi thể dục thể thao gì không mà đô đó chị? Dạ em học võ taekwondo cũng nhiều năm ạ. Vậy hả, đai gì? Dạ em đai đen rồi ạ. Đai đen. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Mời bạn nam. Vỗ tay quý vị. Gì vậy? Chủ gì vậy? Từ từ, một xô ca nhạc. Chị kích động quá vậy. Ủa Thành Vũ Trường rồi hả? Mắt vòng trên từng chiều sương, hai đứa ở hai đầu xa thầm. Đường xa chân mùa này đẹp lắm. Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi thương em. Thương em bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo, mũi bay xin ra cho dài mà tay áo. Hết sâu rồi anh có lấy măng không? Còn anh thương bên đây em mùa đông, lúa khe càng bướm bay liền đá. Biết lòng anh xây miền đất lạ, là chắc em lo đường chẳng âm thu. Anh lên xe cho đổ cơn mưa, cái gạt nướng xua đi nỗi nhớ. Em xuống nuôi đang về rực rỡ, cái nhành cây gạt mỗi riêng tư. Từ nơi anh sang bên đời em, những binh đoàn nối nhau ra thuyền kiếm. Như tình yêu nơi lời vô tận, là đông Trường Sơn ơi, Tây Trường Sơn. Rồi, quá dữ em. Ngồi đi. À, vậy là anh hiểu biết làm nghề gì rồi đó. Đàn trai thấy không khí ghê không? Dạ. Thôi vậy em giới thiệu trước luôn đi. Dạ em tên là Trần Ngọc Hưng ạ. Gia đình em đã nhập cư vào Bình Dương. Nghề nghiệp của em hiện tại thì em đang quản lý một công ty nhỏ bên lĩnh vực quảng cáo và trang trí nội thất. Còn này vụ gì? Dạ cái này là cái đam mê của em. Trời ơi vậy nay tôi tưởng đâu bán kẹo kéo. Làm hết hồn. Rồi. Xin mời đàn gái. Rồi mời em gái giới thiệu. À, dạ em xin chào và tất cả mọi người và hai MC ạ. À, em tên là Lê Thị Nguyên Anh, năm nay em 23 tuổi. À, hiện tại em đang sống và làm việc ở Thủ Đức, quê của em ở Tiền Giang. Công việc hiện tại của em là lễ tân và phụ tá nha khoa. Ồ, nhưng mà hồi nãy giờ cái ấn tượng đầu tiên của em dành cho cái anh chàng bên kia là như thế nào? À, thấy vui không em? Dạ, em thấy hơi thích. Thích rồi ha. Rồi, giờ ưu điểm, khuyết điểm của em là cái gì nè? À, dạ, ưu điểm của em thì nấu ăn cũng được, là người sống tình cảm. Khuyết điểm của em thì em cũng hơi nóng tính. Có chơi thể dục thể thao gì không mà đô đó chị? Dạ em học võ taekwondo cũng nhiều năm ạ. Vậy hả, đai gì? Dạ em đai đen rồi ạ. Đai đen. Bên nghe. Kia nha, đừng có giỡn nha. Nghe thấy lạnh xương sống rồi đó. Đừng có giỡn nha. Em có võ gì không em trai? Bây giờ thì em nói nó không được tròn tiếng như lúc ban đầu rồi. Sợ quá đúng không? Dạ vâng. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm thì em rất là thích tham gia cái công tác xã hội, ví dụ như từ thiện. Còn về khuyết điểm của em không có định hướng về phía xa hơn một xíu. Không có định hướng. Bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Gần đây cũng năm. Em cũng có quen nhưng mà quen có một ngày, không quen nữa. Quen bao nhiêu? Một ngày. Trời ơi, tôi mới quen thấy tình yêu có một ngày đó. Rồi, vậy là cũng chưa có gì sâu đậm hết trơn á. Bên kia làm sao? Em có hai mối tình. Hai mối tình. Khắc cốt ghi tâm đó ha. Vâng ạ, bây giờ nó cũng phai nhòa rồi thì mới lên đây. Vấn đề chỗ là chúng ta bắt đầu làm lại như thế nào với cái tương lai của mình ha? Dạ vâng. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Dạ em thích một người sống tình cảm, công việc ổn định, chung thủy, chân thành. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Nhậu quá nhiều. Em không có nhậu được ạ. Một cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Bạn ý cao khoảng 1m60 đổ xuống là được rồi. 60 trở lên, 60 trở lên. Tóc tai. Tóc thì tất cả các màu em đều thích hợp. Riêng về cái vấn đề làm đẹp thì em rất là ủng hộ. Ngoại hình đậm người ạ. Đậm tức là đen á, thấy không?
Dạ đấm là người to to. Đừng xem cái to từ cái nào. Đậm là sao? À, chạm gái rất đậm. Ồ, xin đó. Anh bên trai bên đây á là rất là năng động, biết cách làm ăn có. Em có ích kỷ không? Dạ không ạ. Có bảo thủ không? Dạ không. Không, người này dễ thương lắm. Nhưng mà đai đen nha. Em nhỏ nhắn như thế này thì nếu như bạn ấy đai đen thì rất hợp với em lắm. Cô ấy sẽ bảo vệ em. Phải không? Sao cái mong manh quá vậy? Ủa, khi nào mình kết hôn được à, em? Em đang rất là muốn kết hôn. Có nghĩa là bây giờ chỉ chờ là tìm đúng người là kết hôn thôi. Còn đúng, thời gian là không quan trọng. Đúng nào rồi. Cũng được. Vâng, em đã sẵn sàng. Mình là sẽ lập nghiệp ở đâu? Tại Bình Dương ạ. Lúc đang hẹn hò thì bây giờ cổ ở Thủ Đức. Thì em nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được bao nhiêu buổi? À, em chủ động được thời gian ạ. À, bạn muốn là sẽ được. Có mới nói nha, muốn là sẽ được. Dạ vâng. Em năm nay 23 tuổi. À, thì không biết là gia đình mình đã muốn tiến cho mình gả mình đi chưa? Dạ, cha mẹ em cũng bắt đầu hối hối. Hối rồi hả? Trần dạ. Tay gả sớm phải không? Em thích người cao thấp mập ốm như thế nào? Đừng gầy quá là được. Đừng gầy quá. Cao hơn em. Em cao 1m63 rồi. Không, bên đây cao nhiêu? Em cao 1m70 à. À, thôi cũng được. Gầy thì mình nuôi. Mình nuôi từ từ nó mập. Em đâu có sao đâu. À, thực tế là em không phải là người gầy. Mà cái khuôn của em nhỏ. Thế với lại một cái điều mà rất quan trọng để chứng minh cái sức mạnh của em. Ừ. Đó là nhà em 5 anh em. Sao? 73, 75, 77, 80. Và em là 88. Bố mẹ em đã đặt vòng. À. Và em trong cái 8 năm đó thì em vẫn lên lối ra được. Khi bố mẹ đã đặt vòng thì anh biết là em khỏe mạnh từ trong kinh. À, có nghĩa là bất chấp luôn. Chứ không phải là ra ngoài em mới khỏe như này. Thầy giỏi nha. Rồi bây giờ hôm nay mình đi người thân không em? Mình đi với dạ, ai? Dạ em đi với ba mẹ và hai bạn của em ạ. Dạ chào cô chú. Kính thưa chương trình, thưa anh Quyền Linh và chị Cát Tường và các bạn trong trường quay. Tôi là đại diện cho cháu Quyền Anh, mẹ cha của Quyền Anh. Thì thấy bên đàn trai cũng được. Cảm ơn. Vui vẻ, hòa đồng và cũng cao ráo. Chính chào chương trình, chính chào... anh Quyền Linh và chị Cát Tường, tôi là mẹ của Quyền Anh. Con gái, mẹ thấy cậu này vui vẻ, dễ thương. Cho mình cơ hội, cũng như là cho hai đứa cơ hội để tiến tới. Rồi, cảm ơn cô chú. Này là... Rồi, em đi với ai? Hôm nay em đi đại gia đình em. À, đâu đại gia đình, đàn trai đâu, đưa tay lên nào. Ồ, bố mẹ anh ruột, chị dâu. Chào cô. Chào Quyền Linh và Cát Tường ạ. Và tất cả khán giả hôm nay có mặt tại đây ạ. Dạ. Như tôi là người mẹ thế thì tôi thấy người con gái như thế là đạt được chuẩn, là đảm bảo. Mà mong nhất là hai con yêu thương được nhau, về chỉ hiểu nhau mà sống và thương nhau, mà sống thật thà, tình cảm chân thật với nhau. Thế là chúng tôi mừng. Dạ. Tôi cảm ơn chương trình. Dạ. Cảm ơn cô nhiều ạ. Cảm ơn cô. Tức là sẽ kéo mở rào ra để cho hai bên gặp mặt rồi mình quyết định nha. Rồi mở rào. Rồi bắt đầu đi em trai. Ngày đầu gặp mặt anh có món quà tặng em. Dạ em cũng có món quà gửi anh ạ. Anh cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? Lúc ở bên này thì anh cũng không hình dung ra như thế nào. Anh cứ tưởng tượng em phải là bự lắm cơ. Nhưng mà như này thì anh nghĩ là đẹp rồi. À, khuôn mặt rất là bầu vì là chị bầu ấy. Trời đất ơi. Bầu bình. Chưa gì bì đã bầu rồi. Mới chưa gì bầu bì rồi. À, gương mặt bầu bỉnh. Bầu bỉnh dễ thương. À, bầu bỉnh với bầu bì khác nha. Là. Còn cái quà gì để tặng cho bạn gái luôn kìa. Xin phép chương trình. Đi đâu nữa? Trời ơi. Kìa. Trời ơi, cái gì vậy? Tự lo tới mức vậy luôn. Cái kệ do công ty anh làm, tính chính tay anh làm. Cái này thì em có thể để sách vở hay đồ trang điểm. Cảm ơn anh ạ. Anh gửi em. Em ăn cay lắm, nhưng mà giờ hiện tại em chưa bỏ được. Nếu mà quen anh có bắt em bỏ không? Rất là đơn giản thôi mà. Một bữa ăn thì em có thể bỏ một phần ớt thôi, còn phần để lại để anh. Mà không thì em ăn hết anh ấy cũng được. Em có muốn lập gia đình chưa? Em nghĩ lập gia đình á, thì không phụ thuộc hẳn vào người con gái, mà là người đàn ông của cô ấy. Nếu mà người đàn ông của cô ấy cho cô ấy đủ bình yên,
An toàn và yêu thương thì chắc chắn người đó sẽ đồng ý. Anh hỏi em muốn chưa, chứ anh chưa nói là anh thể hiện như nào. Tất nhiên là anh phải tốt là em không, ví dụ nhưng mà em muốn, nhưng mà người đàn ông của em không tốt, không ấy thì nhưng mà anh đang muốn em cơ mà. Anh nói là anh đang muốn cưới em thì bây giờ anh làm thế nào để cưới được em? Và thế em mà anh... xác định cưới anh chưa, ví dụ là như vậy. Thế bây giờ anh có muốn cưới chưa? Anh rất là muốn rồi mà. Muốn cưới em chưa? Anh đang hỏi là anh muốn cưới em rồi đấy. Dạ. Vậy thì em sẽ coi anh thể hiện như thế nào. Nếu mà anh thể hiện ok thì chắc chắn em đồng ý. Em vẫn chưa trả lời là muốn chưa. Muốn rồi, muốn rồi mới lên đây ạ. Rồi, quan trọng là em đó. Rồi, chúng ta hãy chứng minh bằng những cái gì nó diễn ra sự thật. Và nếu như bạn gái tin tưởng vào điều đó thì tôi nghĩ rằng hôn nhân sẽ đến rất là sớm ha. Rồi, mình đặt mời tay nút bấm đi các bạn. Đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nhé và đưa ra quyết định của mình. Từ nãy giờ chúng ta cũng đã có được một cái thời gian để trò chuyện, để hiểu nhau một phần nào. Quyết định là ở hai bạn và bấm nút là để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúng mình bắt đầu từ bây giờ các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Và chúng ta không thể thiếu nụ hôn đầu tiên để chứng minh cái điều mà nãy giờ chúng ta nói thật. Xin phép hai bác với gia đình cho con thể hiện cái tình cảm ban đầu của mình với em. Tự nhiên thì con thấy chưa. Đây. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Chúng ta sẽ có một không gian lãng mạn hơn để chia sẻ, để hiểu nhau nhiều hơn nhé. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn cặp đồng hồ thương hiệu SR Nhật Bản. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Gửi tặng hai bạn, đây là chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic. Gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Rồi, chúc mừng hai bạn nha, tìm hiểu nhau thật sớm và nhanh chóng báo tin vui cho chúng tôi nha. Rồi, cảm ơn hai bạn. Cảm ơn các bạn.